Dòng IS mới nhất nhìn là phải rồi, phải không? Chính xác. IS 232 thì có trang bị cho mình một cái dãy đèn LED mới nhất nè. Đây, những hàng mới nhất á thì cứ bên em là có thôi các anh chị ơi. Đây, chia ra hai con lo này. Đó, chia hai bên, chính giữa là nhà thiết kế làm cho một cái đèn LED. Đặc biệt nha, phía trên có một cái nút nè để anh chị điều chỉnh được đèn LED nè. Đây. Alo, đây để xíu là bắt đầu mình bật nhạc là mình mới thay đổi đèn LED được. Nói tới bật nhạc là đợi xíu mình phải giới thiệu hai cái micro. Đấy, như là micro của những dòng IS bình thường ha, thay đổi tông giọng và kèm theo đó là sạc pin được cho mấy anh chị. Đây, em mở một micro thử cho mấy anh chị xem nha. Đây. Đây, anh chị thấy không? Đèn LED nó nhấp nháy theo nhạc nè. Alo, 6 1. Đây, thay đổi được luôn nè. Đấy, thay đổi được đèn LED luôn nè. Đó. Ê, alo, 6. Đây. Còn ngoài ra thì thay đổi tông giọng người già trẻ con hoặc là cắt nhạc, cắt lời thì như bình thường ha anh chị. Ngoài sau của nó thì có thể kết nối được là AUX, USB mà kèm theo đó là có thể thẻ nhớ. Và không thể nào thiếu chắc chắn là sẽ có Bluetooth rồi nha mọi người. Ok, em sẽ cho mọi người nghe thử một cái bài nhạc từ con IS 232 mới này nha. Đây, đây. Chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Đó, đây cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Đó. Ok cho anh chị, IS 232 mới nhất có đèn LED, chốt nhanh nha.